nấu canh ấy là không có bào nữa, mà bầm thôi đúng không? Không, bây giờ em sắc khúc à. Xin mời. Chào cô với em, cảm ơn cô với em đã tham gia chương trình. Rồi mời cô giới thiệu về mình. Cô tên là Kim Chi, cô là diễn viên tự do. Oh. Năm nay cô 62 tuổi. Tất cả gia đình cô thì sinh sống ở quận Bình Thạnh. Rồi mời em. Em tên Ngọc Mai. Hiện tại công việc của em là bán nước. Ai mua nước nào bán nước đó. Em làm dâu của mẹ em được 18 năm. Wow. Cái ngày đầu tiên mà cô dắt về gặp mặt thì cô có ấn tượng gì không? Nói thiệt là trước đó thì cô nghe nó trước đó là nó bán cà phê. Thì cô lại không thích cái kiểu mà nó cà phê mà quen người này người kia. Thì chắc là cà phê ôm đây. Xin lỗi mấy con bé này thôi là đáo để lắm. Thôi rồi rồi, nếu mà nó lấy con nhỏ này á là nó tiêu. Tại vì mình thương con mà. Cái ngày mà nó làm dâu đầu tiên á nha, nó quê nó ở Long An lận. Cô giáo bảo cô thử coi. Bây giờ là mẹ đi chợ nha, con nhà con nấu cơm nha. Mẹ ơi, con không biết nấu cơm, tiều cắt luôn. Nấu cơm điện mà nó còn không biết nữa đó. Thì nó thôi để mẹ dạy cho con. Thì dạy nó bỏ nước bao nhiêu. Cô đi đi chợ mua đồ về nấu canh chua. Cái này biết không? Dạ biết. Canh chua đó thì mình cũng phải cắt khúc khúc đậu bắp này kia, cắt khúc ra. Nó bào mỏng hết luôn. Cái về con hỏi, ủa vậy sao nấu? Con thấy mẹ cũng lớn tuổi rồi, cái kia mất công nhai. Nó nói cũng đúng mà. Nhiều khi nó thấy mấy người lớn tuổi nó tính cho nấu cháo canh ăn cho nó dễ nhai. Đó, tức thì tức thiệt. Nhưng mà nghĩ lại cũng đúng chứ. Nó thương mình mà. Vậy. Thôi bỏ qua hết. À. Được một cái là nó biết nghe. Mới đầu là không thích đâu, biết để ý. Cho tới bây giờ, con biết không, nó nấu ngon hơn cô. Trời ơi. Nhờ sự rèn luyện, rèn luyện từ mẹ chồng ha. Sao chị cho có thể chia sẻ cho em tí xíu là chị có ấn tượng gì khi mà lần đầu tiên gặp mẹ chồng không? Dạ có chứ. Lần đầu mà chồng em với em về ra mắt gia đình á, vừa mới bước vô nhà, chồng em mới thiệu, đây là mẹ, đây là bà ngoại, đây là dì của anh. Em nói em chó, em nói thôi chết rồi. Một người chưa xong nữa, giờ tới ba người. Mà em nói thôi, lỡ rồi, lỡ yêu rồi, trời luôn. Đám cưới xong về sống chung với mẹ, em còn trốn dữ nữa. Thì cái vụ canh chua đó đó, em bưng lên cái mẹ nhìn mới nói, rồi làm cái ào cái ra ngoài kia luôn. Cho đổ luôn hả? Cái em nói với chồng em, chết rồi, mẹ khó quá. Cái chồng em mới nói, tại vì em chưa có hiểu. Thế từ từ, em cũng sợ lắm. Từ từ em mới hiểu được mẹ. Bao lâu thì hết đổ canh? Không có lâu đâu. Tại một lần là biết liền, hay rút kinh nghiệm rồi. Tìm hiểu cái tính của mẹ, bắt đầu nấu canh mới là không có bào nữa. Dạ. Mà bầm thôi đúng không? Không, bây giờ em sắc khúc rồi. Em sắc khúc rồi, bà ngoại ta nói, mày sắc gì sao tao ăn? Ba người trong một người. Dạ. Chà, cái này đúng khó ha. Em bào mỏng thì mẹ nói, dày sao nấu. Còn em sắc khúc, bà ngoại hỏi sao tao ăn. Cuối cùng nó chơi nguyên trái luôn. Nó gọn. Rồi mẹ khó gì rồi, bà ngoại trong nhà khó dữ không? Dạ, bà ngoại trong nhà hơn mẹ ăn bật nữa. Rồi làm sao chị làm hài lòng được tất cả mọi người trong nhà? Thì mình cũng ráng thôi. Cách chăm sóc con hả? Hai mẹ con có trao đổi không? Hay là có mâu thuẫn gì không? À, cách chăm sóc con có mâu thuẫn một cái. Cái gì muốn cái gì nó cũng cho hết. Cái gì nó cũng chiều hết. Nhưng mà cô thì không được. Không phải là muốn cái gì cũng được. Phải coi nó như thế nào. Nên bà nội có hơi khó chút. Cái nói nó hoài. Xin gì cũng cho hết á. Dễ muốn con gì cũng hả? À, nó nói, tội nghiệp nó mẹ. Trời ơi mẹ không thương sao? Mẹ thương lắm. Thương nhiều lắm đó chứ. Nhưng mà mình phải dạy cho nó. Phải hướng cho nó một cái tương lai của nó còn nhiều mà. Chứ giờ cái gì cũng chiều hết rồi, nữa mai mốt nè, mẹ mất nè, không có con nè. Thì nó sẽ như thế nào, nó chơ vơ liền. Có bao giờ gọi là ức quá khóc một mình không? Dạ có chứ. Rồi có lần thì thấy nó buồn buồn, nó rưng rưng thì mới hỏi, con ơi, chuyện gì vậy, nói mẹ nghe coi. Nói mẹ ơi, ở trong bóp á,
chồng con á có cái chứng minh nhân dân của cái cô nào á. Bữa đó nó lấy cho cô coi thì cô mới lấy cái tên đó, xong cô lấy cái địa chỉ đó luôn, xong cô đi tìm cái địa chỉ đó mà số mình xui sao tới thì người ta nói nhà mới bán đi rồi. Nhưng mà cũng còn may là cái cô bán trái cây gần đó đó, cô nói nhà này cũng hay mua trái cây lắm nên nó là tôi biết hướng chỗ nào. Cái chỉ cô tìm vô thì ngày đó là vô đó thì không có cô đó nhưng mà có ba mẹ của cô đó. Thì mới ngồi nói chuyện, mới hỏi cô thì cô nói là tôi là mẹ của thằng Hoàng đó. Cái tưởng là chắc mình qua để nói chuyện gì phải không. Cái nói thằng Hoàng nó được lắm, nó lo cho con này lắm này kia. Nó cũng nói là có mẹ vậy đó, có mẹ có hoài. Cái cô mới hỏi là ủa nó nói có mẹ có hoài nó còn nói gì thêm nữa không. Nó nói không, còn anh nữa thôi à. Cái cô mới nói không có đâu, nó còn có một tài sản rất là quý giá mà nó không kể nghe hả. Nó nói không, nó còn một vợ với hai đứa con nữa. Cái bà mới tá quả ra, bà nói ủa vậy hả chị. Và ngày hôm nay tôi đến đây á là cũng để nói với anh chị đó là con của tôi nó đã có vợ có con rồi, thì anh chị nói với con của anh chị á thì thôi cắt ngang đi, chứ nếu mà tiếp tục thì tôi không để yên đâu á. Này đi quýnh ghen giùm dâu. À mẹ chồng dễ thương nha. Trời ơi, nó còn nói với hàng xóm đó không cần ghen, có mẹ lo hết rồi. Có điều gì mà khiến cô lại thương nó như con ruột? Tại lúc đầu cô cũng khó với con dâu quá mà. Cô rất là thích con gái, mà giờ hai thằng luôn rồi. Đã vậy là cháu nội cũng hai thằng luôn, rồi cô coi nó như con gái luôn. Tới bây giờ thì cũng có một hơi là có cái chuyện hơi buồn xíu, là giờ hai đứa nó là chắc thằng kia bỏ đi rồi, nó bỏ đi theo người khác rồi, mướn nhà khác. Thì cũng 4 năm nay thì mẹ chồng, nàng dâu và hai đứa cháu nội ở chung với nhau. Bà ngoại thì mới mất đây là 3 năm. Nhưng mà cô nói thôi đừng buồn, duyên số mình nó vậy rồi, con cứ yên tâm đi. Có ai mà tiến tới á, mẹ đứng ra mẹ gả con. Em cảm nhận thế nào về cái tình mẹ thương em như vậy? Em biết mẹ thương em nhưng mà em nói với mẹ nó thôi, lần sợ lắm rồi. Bây giờ bước nữa không dám đâu. Thôi vì ở với mẹ với hai đứa nhỏ được rồi. Thì bởi vậy mẹ chồng phải đi làm nè. Đó, đi làm mới phụ, mẹ con phụ với nhau. Rồi một đứa thì lo ăn uống, một đứa thì lo tiền học, tiền hành. Thì có nhiêu là phụ nhiêu. Có ra con ra, có cháu con cháu. Bữa nào mà có lãnh tiền gì nhiều nhiều chút thì mấy mẹ con bà cháu rồi đi ra tiệm ăn cho nó vui. Từng nghiệp hai người phụ nữ quá nha. Trong ngôi nhà hình như là vắng cái trụ cột có đàn ông, như là ông có đàn nhỏ. Ông hai đứa nhỏ. Lo là cho mẹ với bà nội. Thế hiện nay mẹ chồng và nàng dâu giống như hai người bạn, một người mẹ người con, hai người bạn thân với nhau đúng không? Có chia sẻ nhau hết những cái gì trong cuộc góc khuất trong cuộc sống không? Có, nó có cái gì nó cũng về kể cho mẹ nghe, mà mẹ có những cái gì cái vui cái buồn gì cũng kể cho nó nghe. Một cái tương lai sắp tới mình có nghĩ là điều gì không? Cô thì cứ nghĩ bây giờ cứ lo cho hai đứa nhỏ tụi nó ăn học tốt. Thì cũng đâu có mong mà tụi nó nuôi lại mình. Tàn tràn nó để đứa con đi làm á, con nuôi lại mẹ với nội. Nhưng mà mình cũng đâu có mong được chuyện nó biết đó, lúc đó là cô có còn hay là không. Nhưng mà chỉ mong là nó ăn học tới nơi tới chốn, để nữa cái tương lai của nó là sáng hơn, rồi nó sẽ tự lo cho nó. Cô có liên lạc gì với con trai của mình không cô? Không con, giờ cô cũng không biết nó ở đâu nữa luôn á. Thông qua chương trình này, nếu con trai cô xem được thì cô sẽ nói gì với con trai của mình? Nói thẳng là nước mắt thì chảy xuống, không chảy ngược. Thì đành rằng nhiều lúc cô tức lắm, cô giận lắm. Nhưng mà dù gì nó cũng là cái núm ruột của mình. Cô cũng mong muốn là nó sẽ suy nghĩ lại và nó sẽ trở về với vợ con nó. Thì nếu mà được sống được hạnh phúc như lúc trước thì cô có nằm xuống thì cô cũng rất là vui lòng. Nghĩa là bây giờ hai người này giống như là ruột rà với nhau vậy, nương tựa nhau mà sống ha. Em là chỉ còn có mẹ với hai đứa con em thôi, còn ngoài ra em không nghĩ gì tới ai hết. Em cũng muốn nói gì với mẹ trong ngày hôm nay? Em rất là biết ơn mẹ. Tại vì lúc mà em còn khờ tới giờ là mẹ chỉ dẫn cho em rất là nhiều. Em rất là thương mẹ. Dầu em không có chồng ở đó nhưng mà em vẫn ở với mẹ em, chứ em không có bỏ mẹ. Còn cô? Thì xin phép Quyền Linh, xin phép với cả khán giả, cô có một cái bài thơ
để cô tặng các nàng dâu. Tuy chẳng có công sinh, nhưng mẹ vẫn mong mình có thêm người con gái. Bởi đời mẹ luôn nắng mưa dầu dãi, con gái ngoan để đỡ đần khi trái gió trở trời. Bước chân về con bỡ ngỡ chơ vơ, cô dâu nào mới về nhà chồng mà chẳng vậy. Nhưng con ơi, chẳng có gì là không thể. Khi ta sống chân thành và biết nghĩ cho nhau, có nuôi con mới biết lòng cha mẹ. Câu ca này sống mãi với ngàn năm. Chỗ khô luôn mẹ để con nằm, nơi chỗ ướt mẹ dành phần tất cả. Điều giản dị ấy chắc giờ con đã hiểu. Làm mẹ sinh con, đó là điều kỳ diệu muôn đời. Hay quá. Thôi bỏ qua chuyện buồn nãy giờ đi ha. Mẹ con có thường hay giỡn chơi vui đi, đi chơi này kia, giải trí này kia không? Dạ có à. Tại vì như những ngày Chủ nhật á, những ngày nào mà coi như thấy rảnh hết á, là hai mấy bà cháu mẹ con thì dẫn nhau đi chơi, đi siêu thị này kia à. Đó, để vô chơi hoặc là đi vô gì đầm sen. Hai mẹ con đạp dịch. Hai mẹ con đạp dịch ha. Thấy mẹ chồng nàng dâu đạp dịch. Nếu bây giờ cô ấy dắt hai con về quê luôn thì cô có sợ những ngày đó xảy ra không? Cô sợ chứ. Nhưng mà nó đi chừng vài bữa nó cũng trở về à. Chắc luôn rồi. Bây giờ tình yêu của mẹ chồng nàng dâu nó lớn hơn là tình yêu của chồng vợ luôn nữa. Đây là một cái tình yêu có thể nói rất là đặc biệt mà mẹ chồng và nàng dâu dành cho nhau. Rồi cô có... Cô muốn nói gì, con dâu muốn thay đổi gì? À, nãy giờ mẹ nói thì giữa mẹ với con chỉ có cái mâu thuẫn đó là cái việc dạy con. Thì nó xin cái gì, nó muốn cái gì thì con phải xem xét như thế nào. Chứ con đừng cứ nghĩ là nó thiếu tình thương của cha, rồi đó là cứ chiều. Chỉ có cái đó thôi. Hứa với mẹ đi. Con hứa. Trời, hứa sao? Hứa mạnh mạnh đi. Hứa chịu. Hứa nhẹ quá. Mẹ em là ok lắm rồi. Đấy. Một mối tình rất là đặc biệt ha. Mẹ có gương mặt rất là đẹp, phúc hậu ha. Đấy. Một kỷ niệm gửi tặng cho gia đình. Dạ, con có phần quà gửi tặng cô và chị. Dạ đây, nước yến Đông Trùng Hạ Thảo của thương hiệu Sơn Hy. Dạ, chúc sức khỏe cô và chị. Cảm ơn cô và chị đã đến với chương trình. Dạ, mời lên. Hôm nay chúng tôi đã kể cho quý vị nghe hai câu chuyện của hai gia đình. Có những khoảng lặng, có những nụ cười, có những niềm vui. Nhưng tôi luôn luôn hy vọng rằng trong tất cả cái tình cảm của mẹ chồng, nàng dâu luôn luôn gắn chặt với nhau, yêu thương nhiều hơn và sống cho nhau. Con muốn gì không? Hồi nãy á, khi mà con nghe cái câu chuyện vừa rồi nè, thì con thấy sợ mẹ chồng này. Con thấy là cô này cũng hơi chắc hơi dữ á. Nhưng mà sau khi từ từ nghe câu chuyện dần dần thì thấy người mẹ chồng này quá là xuất sắc. Và con cảm nhận một điều là những người phụ nữ trong căn nhà này rất là tuyệt vời. Và đặc biệt là những người phụ nữ đã làm mẹ, họ chính là những con người rất bản lĩnh. Đúng rồi. Luôn luôn vượt qua những cái sóng gió để tìm đến hạnh phúc của từng thành viên trong gia đình. Dạ. Chúc họ mãi mãi như vậy. Chúc tất cả quý vị luôn luôn hạnh phúc và bình an trong cuộc sống.